Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay tiếp tục đến vườn mai của anh Đọc để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai núc nụ để phục vụ quý vị mình chơi Tết ha. Em chào anh. Chào thầy, chào các anh em bạn chiến hữu, một ngày dồi dào sức khỏe nha. Gần Tết tới xuân về anh em ơi. Mình nay mình lên clip mai ba mấy cây dạo hạt riêng Thủ Đức. Mình hình thức mình nay là mình ship từ đúng như 120 cây số trở lại đây. Rồi. Yeah. Mình ưu tiên là miền Tây. Là điện 2312 cây là mình cũng cho ship tới nhà luôn. Rồi. Rồi vô cây đầu tiên đi anh em. Rồi mã số đầu tiên, mã số 1 đây quý vị ơi. Thì em này cao thì mình ước lượng chắc khoảng tầm 1m1 rồi quý vị ơi, tán ngang khoảng tầm 1m ha. Đây, này xương ngang đẹp khít, nụ cũng khít luôn. Đó, nụ đặc kẹo luôn. Nụ đẹp ha. Rồi mình xuống cái hoành nó luôn nha quý vị. Nụ đặc hết trơn rồi quý vị ơi. Có gì bông này mình không có nên không có làm đế nha anh em. Thông cảm giùm. Hoành 25 đi. 26 yếu chút. 25 hoành. Giao lưu nhiêu đây? Cây số 1 giao lưu giá 1.3 triệu anh em. Rồi 1.3 triệu ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi mình qua mã số 2. Rồi mã số 2 này tông cao, cao khoảng 1m7 quý vị ơi. Còn tán ngang chắc khoảng tầm 1m2 ha. Bông này nè. Bông bự chảng. Ok luôn. Nụ thì đủ cỡ. Bông bự cũng có, nhỏ nhỏ, búp búp cũng có ha, đủ cỡ luôn. Mặt bông thì có nở luôn đây đâu quý vị nè. Hai lớp nè đàng hoàng ha. Bên kia có cái bông bự chảng luôn nè, hai lớp bự luôn nè. Lấy đây nè, dừng cái đập. Quý vị. Bông đẹp ha, quý vị an tâm về mặt hoa ha. Rồi xương cành luôn. Rồi mình vô cái hoành em nó luôn nha. Hoành này nè, hoành to nha. Em này 28 hoành. 28 hoành. Rồi giao luôn nhiêu ra? Giá 1.2 triệu anh em. Rồi 1.2 triệu 28 hoành. Nụ thì đủ cỡ. An tâm ha. Rồi xuống cây luôn. Bông đẹp luôn. Rồi mã số 3. Mã số 3 thì em này cao tầm khoảng là 1m3, tán ngang khoảng 1m1 quý vị. Em này xương ngang khít. Nụ. Đây, nụ đặc luôn đây quý vị ơi nè. Xanh cây luôn ha. Xương cành ngang đẹp luôn. Rồi cái hoành em nó. Hoành 24 anh em. 24 hoành. Đẹp ha. Rồi giá luôn nhiêu đây anh? Giá 1.2 triệu anh em. Rồi 1.2 triệu ha. Rồi tiếp tục mình qua đây mã số 4 luôn nha quý vị. Một em dáng hơi lắc nhẹ nhẹ ha. Em này cao tới đỉnh chắc khoảng tầm là 1m6, tán ngang còn gọn 1m nha quý vị. Đây nụ ha. Nụ bùng đủ cỡ luôn. To có, nhỏ có ha. Xanh đặt cây hết trơn đây quý vị. Còn xương cành thì khít nè. Rồi vô cái quanh luôn nha quý vị. Em này thì quanh đấy, 25 bên đây. Rồi rút cái thước ở đây có cái cổ củ đây này. Về thay thác ra có cái củ. Quý vị trồng mạnh lên ha. Rồi xây cho quý vị nghía cái dáng cái ha. Đó em này thì cái dáng nó hơi lắc nhẹ ha quý vị. Lắc hay lắc nhẹ vậy ha. Xương cành đẹp nè ha. Rồi giao luôn nhiêu đây anh? Giá 1.2 triệu anh em. Rồi 1.2 triệu. Rồi xuống cây luôn. Mã số 4. Số 5. Tiếp tục mã số 5 đây quý vị. Anh này tông cũng khá là cao ha. Khoảng 1m7, 1m8 vậy quý vị ơi. Tán ngang chắc khoảng 1m1 ha. Rồi nụ đây. Nụ xanh cây luôn. Đó. Nụ xanh luôn. Thân cành nè. Ok quá nè ha. Đặt hết trơn. Rồi cái hoành gốc luôn. 25 anh em. Rồi 25 hoành. Giá luôn nhiêu anh? Giá 1.3 triệu anh em. Rồi 1.3 triệu. Mã số 5. Rồi qua mã số 6. 6 luôn. Em này cao chắc khoảng 1m2.
tán ngang khoảng 1 mét nha quý vị. Đây, nụ đây. Đó, nụ đặt cây luôn ha, kính cây luôn ha. Phần thân cành luôn đây quý vị ơi. Ngắm nghe kỹ thân cành ha, sự cành lực lực không ha. Rồi mình vô cái hoành luôn đi anh. Hoành. Vô. Vô, báo luôn. Dục dây hết báo rồi. Hoành 24 anh em. Rồi, 24 hoành. Rồi, chính xác ha. Rồi, giá luôn nhiêu đây anh? Giá 1.4 triệu anh em. Rồi, 1.4 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 6. Tiếp theo. Mã số 7. Số 7. À, mã số 7 nha quý vị. 7 thì em này cao tầm khoảng 1m6. Tán ngang khoảng 1m2. Rồi, đủ đây. Xanh cây luôn. Đó. Cũng xanh cây luôn ha. Rồi mình xuống cái quành em nói luôn nha quý vị. Rồi cái quành luôn. Quành 23 anh em. Rồi giá luôn nhiêu đây anh? Giá 1.3 triệu anh em. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 8. Nếu 8 thêm này cao lấy 1m2. Tán ngang khoảng tầm 1m1 nha quý vị. Đây nụ nè. Xanh luôn ha. Vậy đặc quá nè ha. Xương nè, xương cũng đặc luôn. Hoành 25 anh em. Rồi, 25 hoành. Có dư nha. Rồi, giá luôn nhiêu đây anh? Cái này mình giao lưu giá 1.2 triệu thôi anh em. Rồi, 1.2 triệu. Mã số 8 ha. Rồi, tiếp tục lên mã số 9 luôn quý vị. Đây, mã số 9. Em này cao lấy 1m5. Tán ngang khoảng tầm 1m1 nha quý vị. Đây. Nụ đây. Đặt cây trên ha, xanh cây trên ha. Đó. Trái phải trên dưới dựng đặt ha trên đây ha. Rồi mình vô cái hoành luôn. Hoành 26 anh em ơi. Rồi 26 hoành. Này có cũ luôn rồi anh em. Mình không có khai thác nha. Rồi, rồi cũ đế ha. Mai tàn gì bông thì không có khai thác. Vô lưu giá 1.3 triệu anh em. Rồi 1.3 triệu cho mã số 9 ha. Rồi xin xuống cây luôn. Rồi mình qua mã số 10. Rồi mã số 10 em này cao lấy 1m25. Tán ngang khoảng 1m nha quý vị. Rồi nụ đây. Đó, nụ xanh hết trơn luôn ha. Xương cành thì cũng khích khích này, xương ngang nữa nè ha. Hoành 23 anh em ơi. Rồi 23 hoành. Rồi vô lưu giá 1 triệu anh em. Rồi 1 triệu ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 11. Rồi 11 em này cao khoảng 1m6. Tán ngang khoảng là 1m1 đến 1m2. Nút quá trời anh em ơi. Ai quý vị. Toàn đều luôn. À nút buông xanh 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 vậy hết trơn ha. Đó. Xanh 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 hết trơn nè. Còn xương thành thì đẹp quá. Xương ngang khích ha. Xương thành đẹp. Rồi mình vô cái hoành luôn. Hoành 27 anh em. Rồi 27 hoành luôn. Mình giao lưu giá 1.3 triệu anh em ơi. Rồi 1.3 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn. Mã số 12. Rồi mã số 12 thì em này cao tầm khoảng là 1m6. Tán ngang khoảng 1m2 nha quý vị. 1m2 ạ. Không nghe kỹ ha. Đây xanh cây trơn ha. Đó. Đây cũng vậy ha, gì nụ xanh hết trơn ha. Tay cành thì đặt kẹo luôn. Rồi vô cái hoành luôn ha. Hoành 25 anh em. Cũ nở luôn nè anh em. Đế nở luôn. Để gì cho nó khỏe cây ha. Mạnh cây. Rồi giá 1.5 triệu anh em. Rồi 1.5 triệu. Rồi xuống cây luôn.
Rồi mã số tiếp theo luôn, mã số 13. Rồi mã số 13 thì em này cao lấy 1m6, tán ngang gọn gọn chắc khoảng tầm 1m nha quý vị. Rồi, nụ xanh cây luôn. Đó. Xanh xanh hết trơn nha quý vị. Còn xương xanh. Quanh 22 anh em. Rồi, 22 quanh. Rồi, giá 900 ngàn. Rồi, 900. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, sang mã số 14 ha. Rồi, mã số 14 cao lấy 1m6 luôn. Tán ngang này khoảng mét nha quý vị. Cái này nói chùm nha anh em. Này nụ nè. Quá trời à. Nụ đặt cây luôn ha nè. Xanh cây luôn. Này bông chùm. Hoành 21 anh em. Rồi 21 hoành. Cây số 10 mấy? 12. 12. Khoan 14 chứ. 14. 14. 14. Chào luôn nha anh. Giá 1.1 rồi anh em. Rồi 1.1. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 15. Rồi 15 này cao lấy 1.5 m quý vị. Tán ngang gọn gọn em này khoảng tầm 80 nha. Mà không được. Nụ luôn. Em cái kỹ nụ như mình ra từ trên xuống. Đó, rất là chậm rãi cho quý vị xem nè ha. Đó. Rồi vô cái hoành luôn. Rồi, đại trên luôn đi đây. Lọt đại trên đi. Hoành 23 anh em. 3 ha. Vô luôn giá 1.000.000 anh em. Rồi xuống cây luôn, 1.000.000. Rồi qua mã số 16. Rồi 16 này cao lấy 1m3, tán ngang khoảng tầm là 1m1 đến 1m2. Đó, nụ bự đây rồi quý vị ơi. Nhiều luôn ha. Đó. Thương luôn. Rồi vàng xương nè quý vị. Rồi mình vô cái hoành em nó. 24 anh em. 4 ha. 24 hoành. Giá luôn như anh. Giá 1.3 anh em. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn. 17. Rồi mã số 17 em này cao lấy 1m6, tán ngang khoảng 1m nha quý vị. Đây, nụ đây, xanh cây luôn. Hoành 22 cây anh em. Rồi 22 hoành. Giá 1.000.000 anh em ơi. Rồi 1.000.000. Rồi xuống cây luôn. Mã số này là 17 ha. Qua 18. Rồi 18 này cao lấy 1m7. Và tán ngang em này chắc khoảng tầm 8-90 gì đó quý vị ơi. Chủ nó đây ha. À, nụ từ trên đỉnh xuống cái gốc luôn quý vị nè. Nụ đặt hết trơn nè. Xương cành cũng đều ha. Hoành 23 anh em. Rồi 23 hoành. Giá 1.1 anh em ơi. Rồi 1.1. Rồi xuống cây luôn. Mã số 19 ha. 19. Rồi mã số 19 thì em này cao 1m7, tán ngang khoảng tầm 1m3 nha quý vị. 1m3 nha. Rồi nụ đây. Đó. Nụ cũng bung xanh xanh hết rồi ha. Còn xương cành thì xương ngang. Khích ha. Hoành 24 anh em. Bờ lúc ở trên đó nghe anh em. Rồi đó đó là 24 hoành. Giá 1.2 anh em ơi. Rồi 1.2. Rồi xuống cây luôn anh em ơi. Rồi mã số 20. Này cao lấy 1m8 nha quý vị. Tán ngang hôm nay chắc cũng khoảng 80-90. Đây nụ đây. Nụ đặt kẹo trần đây ha. Đặt từ trên xuống dưới luôn nè. Hoa cũng đẹp luôn nha quý vị. 23 anh em ơi. Rồi đợi em xíu ha. Mặt hoa đây. Hai lớp luôn anh em ơi. Hoa đẹp luôn đây, tròn do luôn, kín mít cái bông luôn ha. 23 hoành. 23.
Rồi, Zalo bao nhiêu đây anh? Zalo giá 1 triệu hả anh em? Rồi, 1 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, quá 21 quý vị ơi. Bông đẹp nữa nè, có thấy được hai cái hoa trên nè. Này cao lấy 1m3 quý vị, tán ngang này cũng khoảng 90 ha. Đây, hoa đây quý vị ơi. Đây, hoa hai lớp ha. Đó, hai lớp. Bông bự luôn. Vàng đậm luôn. Rồi nụ nè. Quá trời nụ luôn nè. Bự xanh hết trơn ha. Quanh 26 anh em. Rồi, 26 quanh. Bông quay cho thầy. Quay đó, hai lớp bông đẹp tuyệt vời. Rồi, giá luôn nhiêu anh? Giá 1.2 triệu anh em. Rồi, 1.2 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 22. Này cao 1m6. Tán ngang khoảng tầm 1m1 đến 1m2. Này xương ngang đẹp. Nó xương ngang đẹp à, quý vị ơi. Còn nụ nó đây, bung trấu bung lụa lú đầu xanh ha. Đó. Đó, lú xanh xanh hết rồi nè. Đó. Còn mới chưa có bung nhân quý vị, mới bung trấu à ha. Đa số nó vậy ha. Này xương quá khít luôn ha. Quá khít luôn, chắc quành hơi bự đây. Quành 31 anh em. Rồi, quành 31 luôn. Xương kích rịch, xương đẹp ha. Rồi, giá luôn nhiêu anh? Giá 2 triệu rồi anh em. Rồi, 2 triệu nha quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 23. Rồi, mã số 23 này cao lấy 1m, lấy 1m3 thôi quý vị. Tán ngang nó chắc khoảng tầm 80-90 vậy ha. Quạnh nhiêu đây? Quạnh 22 anh em. 22 ha. Rồi quý vị ngắm nghía xương cành ha. Từ từ. Tàn à, đều đẹp ha. Quá anh em. Xanh bông luôn ha. Lẹ. Sắp bung nữa. Sắp bung. Xanh cây tơ ha. Rồi giá luôn nhiêu đây anh? Giá 1.1 triệu rồi anh em. Rồi xuống cây luôn. Rồi mình sang mã số 24. Này cao lấy 1m6. Tán ngang khoảng 1m1 nha quý vị. Đây nụ bung luôn, đặt cây luôn. Có cái hoa luôn này quý vị ơi. Đó, cho quý vị nè, thấy mặt hoa nè. À, hai lớp ha. Đó, bông tròn kính ha. Đẹp, bông đẹp ha. Nụ kính cây trơn nè. Rồi mình xuống cái hoành luôn. Hoành 25 anh em. 25 hoành ha. Có củ nè anh em ơi. Đây có cái củ là cục lọc nè. Đây đây cục lọc nè. Cục dâu. Rồi dâu lưu giá 1.5 triệu anh em ơi. Rồi 1.5 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo. 25. Rồi 25. Rồi 25 này cao 1m6. Rồi tán ngang khoảng 1m1 nha quý vị. Tắt máy ra. Nghe anh Thanh ơi. Rồi nút nụ của quý vị đây nè. Đặt cây luôn ha. Đó, chậm chậm luôn. Xương cành hai mấy kích luôn ha. Chưa có đo nha. Chưa đo hoành. 25. Rồi mã số 25. Xương cành kích kích luôn ha. Đó. Rồi vô cái hoành luôn nha quý vị. Vô. Hai mươi bốn hoành anh em. 24. Chậm chậm. Nút không. Rồi giá luôn như đây anh. Giá 1.2 triệu anh em. Rồi 1.2 triệu cho mã số 25. Rồi xuống cây luôn. Rồi mình qua mã số 26. 6 hôm nay cao tầm khoảng 1m1 nha quý vị. Tán ngang thì cũng khoảng 1m đi ha. Hôm nay tăng gọn gọn nè. Đó, còn nút nụ đây. Đó, đủ cỡ ha. Xanh xanh đủ cỡ. Xương cành kích 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 ha. Nụ thì vừa rồi cũng đủ cỡ trong con chùm ha. Đó. Rồi xuống cái quanh nha quý vị. Xương cành kích rịch ha. Đấy quanh
Hoành 24 anh em. 24 hoành. Giá luôn nhiêu đây anh? Giá 1.000.000 anh em. 1.000.000 ha. Em tàng gọn gọn ha. Rồi. Và mã số 27 ha quý vị ơi. Em này cao lấy 1m6 nha quý vị. À, tán ngang em này khoảng tầm 1m1 ha. Rồi, nụ luôn. Đây quý vị, một vùng xanh hết trơn rồi ha. Đó. Hôm nay thì 23 ha. 23 phải không anh? À, nay 23. 23 đường táo hả? À, nay 23 còn tới Tết còn có 7 ngày nữa quý vị ơi. Quỳnh 26 anh ơi. Ha, quý vị mình xem mình chọn cây, chọn nút nụ, chọn cây nha nhưng quý vị. Cho cành sao đổ trậu ngày Tết nha. Rồi cho luôn nha anh. Giá 1.3 anh em. Rồi 1.3. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo là 28. Rinh cái cây đó lên đi ông Trúc. Rồi mã số 28 thì em này cao tầm 1m7. Tán ngang khoảng tầm là 1m1. Nụ kính cây. Này quá xá nụ. Nụ đặt cây từ trên xuống dưới luôn. Này 27 hả? Số 27 anh. 27. Ha. Đó, ha nè. Khích ha, cánh khích luôn. Gốc bự luôn. Đó đó. Đó đó. Rồi. Quỳnh 27 anh em. 27. Có củ nở luôn rồi. Nha anh em. Không có thay thác mà củ nở. Đó, mai bông thì không khai thác. Nụ kính mít. Giá 1.7 anh em. Rồi 1.7. Rồi xuống cây luôn. Mã số 27 ha. Rồi tiếp tục mã số 28 luôn. 28. 8 bông dữ ha. Bông chùm luôn. Này cao 1.7. Tán ngang 1.2. Đây, nụ đây quý vị. Đó, bông trắng trắng xanh xanh ha. Đó, đặt cây hết trơn luôn nè. Đó, nụ đặt cây ha. Qua đây kiểm tra cái mặt hoa quý vị nè. Chùm luôn anh em ơi. Này hai lớp ha. Đủ thì nè, xanh hết trơn luôn. Kính cây luôn. Quanh 26 anh em. Rồi 26 quanh. Bông nè. Dàn nhẹ luôn anh em. Đẹp luôn ha. Giá luôn nhiêu anh? Giá 1.4 anh em. Rồi 1.4. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục luôn quý vị ơi. 29 ha. 28 vậy. Ủa 29 chứ. Rồi mã số 29 thì em này cao khoảng 1m7, tán ngang khoảng 1m2. Rồi nụ quý vị. Đó, quay bình hồng về cho quý vị dễ thấy nụ đây ha. Đó, bình hồng bên đây cũng vậy ha quý vị nè. Xanh hết trơn ha, trắng giả luôn nè. Xương cành thì cũng ok ha, quanh này bự nè. Quanh to lắm mà muốn xù luôn anh em, nứt nhức nách hết đó. Mấy cái nách đi. Đánh cái quanh bự đi. Quanh 31 anh em. Đó, 31 quanh, quanh 31. Đây, thân cành cũng ok ha. Luôn nhiêu ra anh? Giá 2.3 anh em. Rồi, 2.3. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, qua mặt số 30. Rồi 30 thì em này cao tầm khoảng là 1m3, anh tán ngang lấy gọn gọn 1m luôn. Em này thấy cái bông đẹp quá vô liền luôn. Đây. Bông bự hai lớp. Thấy quý vị, bông tròn đẹp ha. Đó. Trậu được 3 con nào mà. Vậy không anh em. 3 con ha đỉnh quá ha. Rồi xương cành ngang 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 nụ thì kín luôn ha. Ra từ từ xuống nha. Đủ rồi quý vị. Đó, đặt luôn ha. Xương ngang nè, bông nè. Đó, bông đẹp luôn ha. Quanh 21 anh em. Rồi 21 quanh. Giá luôn như anh? Giá 1.2 anh em ơi. Rồi 1.2 cái bông đẹp quá. Rồi, xuống cây luôn. Rồi qua mã số 31 luôn. Rồi mã số 31 này cao lấy 1m25, tán ngang lấy 1m2. Mà nụ đi quý vị, xanh cây luôn. Đây, đặt nhạc luôn ha. Đó, ra từ từ xuống nè, xương cành đặt mà bông cũng đặt nè. Trắng giả trơn ha.
Rồi, cái hoành luôn. Hoành 23 anh em ơi. 23 đây, 24 thì yếu. Tính 23 đây. 23 hoành. Cho luôn nhiêu ra? Giá 1,5 triệu anh em. Rồi, 1,5 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Cây là bonsai nha. Này mã số 32 ha. 32. Anh này lùng lùng. Lực lực, hoành bự. Này cao lấy 1 mét, tán ngang lấy 90. Đây, nụ đây. À, nụ cũng đặt cây trơn ha. Xanh cây trơn nè. Xương cành. Ngang ngang kích kích. Lùng lực luôn. Đẹp nha anh em. Rồi, vô cái hoành em nói luôn nha quý vị. Hôm nay lùng lực à ha. Giống như cái bút măng nha ha. Rồi, áp thức vô. Chắc chừng 26-27 gì hả? 27 anh em. Rồi, 27 hoành. Thầy đón hay quá. À, nhìn cây rất là quen. Giá 1,4 triệu anh em. Quen mắt. Rồi, 1,4 triệu. Rồi. Quen. Cây ba mấy? Này là 32. Rồi, em này cao khoảng 1,3 m, tán ngang khoảng tầm 90 nha quý vị. Nụ nè. Kính luôn. Nụ vậy đó. Kẹo luôn ha. Thân cành khá ha. 25 quanh. Rồi, giá luôn nhiêu ra? Giá 1,2 triệu anh em. Rồi, 1,2 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 33 ha. 33. Rồi, 33 thì em này cao khoảng mét có 1,8 m rồi quý vị. Tán ngang này khoảng 1,2 m ha. À, nụ nó đây quý vị. Đó. À, nhóc luôn ha, rồi xương thì khích 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 ha. Thì mình bấm máy ngang qua bên đây có gì nè. Đó, nụ ha. Nhóc luôn ha. Bên đây cũng vậy quý vị nè. Đặt cây luôn. Dưới đây cũng vậy nè quý vị nè. Xương khích hoành 29 anh em. Áp mã xuống cái hoành của gì ấy, 29 ha. Đây. Chín dư xíu. 29 qua. Nhớ luôn nhiêu anh? Dạ 1,5 triệu anh em. 1,5 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Số 33. Rồi, qua 34 luôn. 34 này cao lấy 1,7 m luôn nha quý vị. Tán ngang gọn gọn em này chắc cũng khoảng 90 ha. À, nụ thì đây, đặt vậy nè. Nụ đặt hết trơn ha. Đặt kẹo từ trên xuống luôn. Hai mốt hoành. Giá 1,2 triệu anh em. Rồi, 1,2 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 34 ha. Phải không? Khiêm đọc đọc hội em lộn nó. Phải 34 đây đây. 34 rồi, giờ này 35. Này 35 hả? Rồi, này mã số 35 ha. Rồi, 35 thì cao 1,1 m, tán ngang gọn gọn dưới 90. Đây, đọc chủ đây. Nụ lên tới đỉnh luôn. Đó. Nụ nè. Xanh hết trơn luôn. Rà má đây cũng vậy ha quý vị, xanh cây trơn ha. Lùng lực nghe anh em. Này dáng thì nó hơi lắc nhẹ ngay đây cái ha. Lắc nhẹ cái. Rồi vô cái hoành luôn. Giờ mình cái dây vậy mình đo trên đi. 24 anh em. Nha, 24 quá ha. Góc này lắc nè. Đó, lắc nhẹ có duyên cái. Giá 1,2 triệu anh em ơi. 2 mã số 35 ha. Rồi xuống cao luôn. Số 36 luôn. 36. Rồi 36 thì em này cao tầm 1,6 m, tán ngang khoảng 1 m. Rồi nụ luôn đây quý vị. Áp máy vô cho quý vị nhé, nụ đây ha. Đó. Gà máy từ từ luôn. Nụ vậy đó. Rồi, thân cành luôn quý vị ơi, vô xuống hoành luôn ha. Có cục đá. Rồi. Hoành. Hoành 23 anh em. Rồi, 23 hoành. Giá lô bao nhiêu đây anh? Giá 1,2 triệu anh em ơi. Rồi, 1,2 triệu ha. Rồi, xuống cây. Rồi, 37. Rồi, mã số 37 thì em này cao lấy 1,3 m. Chữ đó. Tán ngang khoảng tầm 1 m nha. Rồi nụ đây.
Rồi xe tiếp anh. Xương cành nè quý vị. Vậy đây nữa nè. Cây để đó đó nữa luôn đó. Anh. Cây đó nãy quay rồi mà. Chưa. Rồi. Cây đầu ở trên kia kìa. Rồi, ở cái cây mà để rồi. Mà rồi. 21. 21. Rồi, vô luôn nhiêu anh? Cây mấy ta? Mã số này 37. 37. Vô luôn nhiêu đây? 1.2 triệu thôi anh em. Rồi, 1.2 triệu. Rồi, mã số tiếp theo là 38 đây quý vị. Em này cao 1m6, thắt ngang khoảng 1m1 nha quý vị. Rồi, nụ đây. Đó. Buồn quá xá nụ luôn ha. Xanh cây trơn nè. Đó, xương cành cũng đều, nụ xanh hết trơn đây ha. Rồi, vô cái hoành luôn anh. Hoành 22 anh em. 22 hoành. Nụ xanh cây luôn ha. Rồi, giá luôn nhiêu đây anh? Giá 1.4 triệu rồi anh em. Rồi, 1.4 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Khỏi, 39. Rồi, mã số 39. Rồi, em này... Rồi, đây, để đây. Rồi. Rồi, em này cao khoảng tầm 1m3. Tán ngang khoảng tầm... này khoảng 1m1. Này xương ngang đẹp quý vị. Rồi, đủ luôn. Đó, đủ nè. Đủ cũng quá xá, hàng xương ngang nữa ha. Đủ nè. Hoành 24. Rồi, 24 hoành luôn. Giá 1.1 triệu anh em. Rồi, 1.1 triệu. Rồi, qua cây 40. Rồi, 40. Cây cuối cùng. Cuối clip luôn. Đây, mã số 40. Rồi. Em này cao khoảng tầm 1m7 nha quý vị. Còn tán ngang khoảng dạ rồi anh. Rồi, tán ngang khoảng tầm là 1m2 đến 1m3 ha. Báo lấy 1m2 cho chắc ha. Đó. Đợt chủ đây ha. Rồi, nụ đây. Đó, nụ xanh luôn ha. Nè. Sàn máy qua bên hông cho gì dễ thấy nụ nè. Đó. Xanh cây ha. À. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Cọc với mấy cái nụ ngoài không nhiều chuyện. Tôi nói hết rồi. Rồi, mình vô cái hoành luôn. Không đủ cái 3 cây này, nó quay luôn cho rồi. Thôi, dài dữ lắm nè. Hoành 28 đây anh em. 28 đây ha, 29 thì hơi dữ. Giá 1.6 triệu anh em. 1.6 triệu ha, 28 hoành. Cành đều ha, rồi hết rồi. Cây quý vị. Rồi, mình cảm ơn quý vị rất là nhiều ha, đã dành cái thời gian mà theo dõi đến kết thúc clip. Thì trong quá trình xem, quý vị thích mã số nào cứ alo trực tiếp cho anh Đồng nhé. Rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.